Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của em chị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái series Server Chung. Và đây là series Server Chung mùa 9 tập mấy nhỏ. Tập 1 thì mình có làm về một trận đấu SODA 5 tiền Belvet và Gwen này. Tập 2 thì mình có làm về một trận đấu 7 Surima đánh Azir. Tập 3 lần này thì mình sẽ giới thiệu với anh em một bộ cờ khá là dị anh em. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là game đấu này Song Second sẽ đánh bộ cờ gì anh em nhé. Ở trong cái map lần này sẽ là một cái map mà đây là map Izonia. Ở round 3.5 sẽ ra một vật phẩm và sau đó chúng ta sẽ dùng vật phẩm đó lên con tướng nào đó thì chúng ta sẽ ra toàn bộ tộc hệ về con tướng đó. Những tộc hệ nào có thôi nha anh em nhé. Ví dụ như là tộc hệ gì không có nhờ. Để mình xem nào. Ví dụ như là tộc hệ giốc đồ thì nó sẽ không ra được. Nó chỉ ra những tộc hệ nào mà trên con tướng đó mà có được thôi. Ví dụ như là cho vòng xét thì sẽ có dũng sĩ này, sẽ có Izonia này. Đầu game thì game trẻ ra cho Song Second một cái Nico vàng, một cái Nico mà sử dụng được cho tướng 5 tiền khá là ngon. Song Second hiện tại thì đang là top thách đấu anh em, top 5 thách đấu. Cũng đang tầm khoảng 1.300 điểm á, tầm khoảng 1.300 điểm anh em. Bên server chung hiện tại cao nhất thì chắc là cũng đang gần 1.400 thôi, nói chung là tầm nó. Thì trong top 10 thì đều là trên 1.200 kẻ rồi. Có 60 second này, có Flancy này, có Sanche này, có Ice của bên Huya này. Nói chung là có khá là nhiều những người gọi là cộm cán anh em. Đây toàn là những cái tên quen thuộc không mà. Top thách đấu toàn những tên quen thuộc thôi. Đầu game thì 60 second ra được cho mình là 3 con Izonia. Đó là Jihin, Seth và con Irelia. Lựa chọn Legend của 60 second trong game đấu này là Legend của On. Thì nó sẽ hướng ra được những chiếc lõi về trang bị anh em. Đặc biệt là lõi vàng thì mình thấy là có lõi on chọn luôn là một trong những chiếc lõi mà mình nghĩ là ngon nhất của cái lõi on này rồi. Lõi on bạc cũng ok, 7 round sẽ được đồ on để xem thử game đấu này sẽ là chiếc lõi bạc luôn. Ôi ơi, chiếc lõi vàng luôn. Và lựa chọn luôn đó là một chiếc lò rèn thần thoại luôn rồi, không cần nhìn hai lõi kia anh em ơi. Và lấy về cho mình là một cái búa tiến công. Búa tiến công này là một trong những món đồ rất là ngon ở trong cái meta này. Tất nhiên là mỗi bộ cờ thì nó sẽ có những cái món đồ on sẽ rất là phù hợp với bộ cờ đó nha. Nhưng mà trong bộ cờ Izonia này có thể sử dụng búa tiến công để đép được anh em. Chắc chắn là đép được luôn. Thì cái đồ này thì khi mà đơn vị đứng đơn lẻ nó giống như là độc hành đạo vậy đó. Nó giống như là giãn cách xã hội vậy đó. Thì nó sẽ được tăng rất là nhiều máu. Mà đầu game thì cái chỉ số máu này nó kiểu như là hơi như nào nhỉ? Nó hơi kiểu bị cao quá á. Thành ra là đẹp rất là ngon. Đặc biệt là có thêm một cái huyết kiếm nữa ở phía trên thì thôi. Cái này mà cầm với huyết kiếm với lại giáp máu, giáp lửa gì đó thì thôi, đẹp thì thôi luôn anh em. Và Song Second tối ưu cho mình đó là cuồng đeo trên người của Jihin. Một món đồ rất là co ở phiên bản này. Bên phía bên kia thì cũng là một bài đấu không quá khỏe. Vũ điệu mùa này thật ra mình thấy cũng ít bài đánh được á. Mùa đông vĩnh cửu thì ngon thật. Mùa đông vĩnh cửu rất là ngon. Tại vì nó là một món đồ mà có cái hiệu ứng gọi là giảm tốc đánh cũng như là làm choáng. Tại vì meta này quá nhiều con tướng năm tay anh em. Từ Azir, Zeri, rồi Aphelios toàn là đem tay thôi. Cho nên là mùa đông vĩnh cửu mà để ở hàng trên nó ngon lắm. Tại vì bây giờ rất là ít người mà lắp kháng hiệu ứng cho carry anh em. Cái này là một cái Zaun mà sẽ gọi là gì nhỉ? Có 33% tỷ lệ đánh thêm một lần nữa. Bài thì không có gì để kịp vào, không có con dũng sĩ nào để kịp vào cả. Và quyết định là để eco một con tướng 3 tiền thôi. Không, sau đó anh chàng này quyết định là sử dụng con Lissandra này, cũng là một con tướng 3 tiền. Bài bên kia là một bài đấu level 3, sử dụng một cái Pandora. Chắc là nhà này sẽ đánh luôn bài Chitana thôi. Form bài có vẻ như là rất là giống Chitana rồi. Uầy, bây giờ mỗi ngày tôi lên 400 điểm á, really? 60 second vừa bảo là mỗi ngày tôi lên 400 điểm anh em. Vãi o mà. Đây là giai đoạn mà 60 second đang tầm khoảng 700 điểm anh em. Thì là ngày nào cũng lên đều 400 mà, ác vậy ta. Một ngày mới hôm nay chơi phải tầm 30 trận anh em. Nhưng mà lên vậy là quá kinh á. Một ngày 30 trận tức là đều thì mỗi trận sẽ cộng được mười mấy điểm. Tức là đều nha. Thì sẽ có trận out top, sẽ có trận top 1 này kia. Nhưng mà mình cứ tính trừ heo là gần như là vào top hết. Gần như là vào top hết đi. Ác.
có Garen này. Garen sẽ là dũng sĩ được kích hoạt được với lại con set này, có muốn thay vào chỗ của Lissandra không? Bên kia là một con Renekton cầm cho mình là giáp máu và thú tượng nhìn khá là châu. À, đồ on của bản này á, mình thấy rất là ngon nha. Đầu mùa á, thì mình thấy là muốn nâng cấp kẹp Ashi vào để lấy hiệu ứng Freezot với lại Thiện Xạ, nên không phải là kẹp con Garen này vào. Mình thấy cái meta này á, đồ on có rất là nhiều đồ ngon. Đầu mùa thì mọi người sẽ lấy cái Legend TF và hướng tới gì kia này kia nè. Ơ, sao mình sẽ cần cũng đang nói về đồ on này. Nói chung là đầu mùa thì người ta lấy Legend về TF khá là nhiều, xong rồi đánh gì kia hơi nhiều á. Nhưng mà bắt đầu từ cái đoạn này nè, là mình bắt đầu thấy là có rất nhiều người bắt đầu lấy Legend on rồi. Tại vì đồ on nó có rất là nhiều món đồ mới mà chỉ số nó đang hơi gọi là cao quá anh em. Ví dụ như là gậy đầu lâu. Gậy đầu lâu là một trong những món đồ on mà sẽ làm cho anh em đánh gọi là pháp sư gọi là mạnh nhất luôn rồi đó. Pháp sư thì đồ on ra được gậy đầu lâu là chốt bài luôn. Không phải là chốt bài luôn, nhưng mà nói chung là cầm cái đó vô lỗi lắm, rất là lỗi luôn. Rồi tiếp theo là một cái đồ dành cho hai con tướng đem tay 4 tiền mà đang làm mưa làm gió ở thời điểm hiện tại, đó là con Yeri và con Afe. Đó là một cái món đồ bắn xa anh em, nó là một cái cung. Cái tên cụ thể nó là cái gì nhỉ? Cung gì đó, nhưng mà đánh càng xa thì đem càng to. Thì rất là ngon dành cho Yeri, tại vì Yeri nó là chiêu đem lan. Thì nó sẽ lan tới dàn sau, và cái khoảng cách từ con Yeri cho tới cái con mà lan đó thì nó rất là xa. Rồi con Aphelios cũng vậy, tại vì Aphelios thì chiêu của nó cũng là rờ từ xa á, cho nên món đồ đó rất là ngon dành cho hai con tướng đó. Aegir cầm cái đó thì bình thường, Aegir cầm cái đó thì thật ra nó là không ngon, tại vì con Aegir cái sát thương của nó với lại con tướng đó, nó cũng không phải là quá xa. Có hai con kia là ngon thôi. Rồi búa tiến công cũng là một món đồ rất là khỏe, tại vì cơ bản là đặc biệt là đầu game nhá, đặc biệt là đầu game cái búa tiến công này cho quá nhiều máu đi. Và ở giai đoạn về late thì cái búa tiến công này thật ra là vẫn ngon cơ. Mình thấy là nằm trên người con Yasuo. Con Yasuo là một trong những con tướng cầm cái này là gần như là ngon nhất rồi trong bộ cờ Ionia. Rồi món đồ on gì nữa nhờ? Món đồ on gì mới nhỉ? À, gương lừa gạt. Không biết mình đọc đúng tên không nha. Mình chỉ nhớ một số kiểu cái từ ngữ kiểu quan trọng thôi nhờ. Thì cái gương đó là một cái gương mà sẽ làm cho mình có thể sao chép thêm một con tướng nữa. Thì món đồ đó cũng rất là ngon, nhưng mà nó hơi theo hướng là phụ trợ cho team. Ui, bà nhiều đôi quá, không lên con nào hai sao hết. Thì cái gương lừa gạt đó nó sẽ ngon dành cho những con tướng như là Yavan này. Yavan là một con tướng CC rất ngon trong cái phiên bản hiện tại này. Nó CC được tới tận 2,25 giây luôn anh em, khi mà nó ở 2 sao ha. Thì Yavan cầm ngon này. Con gì cầm ngon nữa nhờ? Sion. Sion cầm ok này. Tức là những cái con tướng nào mà nó liên quan tới CC á, kiểu vậy. Thì đồ on của phiên bản này quá khỏe, thành ra là bây giờ người ta lấy Legend on rất là nhiều anh em. Gặp nhà này lựa chọn cho mình đó là một chiếc lõi liên quan tới Kim Long. Và đây là một cái đầu tư kiên định. Sau khi con tướng cầm đầu tư kiên định bị hạ gục trong vòng 8 round thì sẽ ra được một cái cánh tay kim cương và một cái Nico, cùng với đó là tầm khoảng 10 vàng nữa. Gặp nhà này nhưng có vẻ là thắng được không? Không, có vẻ là khó rồi. Một bài đấu quá nhiều đôi, anh chàng này không có bất kỳ một con tướng nào 2 sao cả, và đã phải mất chuỗi rồi. Jihin lên được cho mình là 2 sao. Lên 2 sao sớm thì đỡ rồi, đúng. Có những game đấu mà ở những cái round rất là quan trọng á thì mình lại không lên được 2 sao, xong rồi tự nhiên cái tới ra quái thì nó lên 2 sao, hơi cay tí. Ok, xong rồi Second đang vẫn sử dụng một cái form bài đấu Ionia để deep thôi. Nói chung là những game này thì mình có nốt cho bạn bạn làm sub, nhưng mà mình cũng không có xem. Mình cũng không có xem mấy cái game này. Giờ mình xem thì mình mới gọi là giống như là cùng xem với anh em á. Có cái gì hay thì mình sẽ ngồi và phân tích ha. Hiện tại thì em chè vừa mới lên đại cầu thủ rồi. Hành trình lên thách đấu không phải còn lại là quá xa nữa rồi. Sẽ nhanh thôi. Một cái thú tượng thạch giáp à. Ở thời điểm này thì con Jihin đang cầm hai đồ đam là hai kiếm và cuồng đao. Nếu bây giờ mà lắp thêm thú tượng thạch giáp dành cho con set thì sẽ là tròn đồ luôn. Tức là cũng chẳng cần phải chờ gì cả. Có các ma để thay vào lấy thủ tượng luôn, chắc chắn là phải lắp luôn rồi. Tầm này không chờ gì nữa anh em. Có các ma nhưng mà không bắt vào. Bài vẫn tiếp tục là để như vậy thôi. Kẹp con này vào để lấy một tí gọi là Freezot. Ừ, nghèo nhờ. Nhìn cái thế này nghèo nhờ anh em nhờ.
Nãy mà chuỗi win là khác bọt luôn á. Tức là có những cái rau mà nó rất là then chốt anh em. Có những cái rau cực kỳ then chốt luôn. Kiểu chỉ cần thắng rau đó hoặc là chỉ cần thua rau đó. Summer Second đang khóc về cái việc Renico. Renico thì đôi khi nó sẽ là ngon, đôi khi nó sẽ là không ngon anh em. Tức là Renico mà nếu anh em mà có được những con tướng đó từ sớm á, xong rồi Nico lên được 2 sao thì sẽ gọi là Snowball. Còn nếu mà lấy rớt Renico mà bài mình nó không có Snowball được game á thì nó sẽ hơi thọt tiền. Và nó sẽ kéo theo từng rao. Ví dụ như là rao này mình thọt 4, rao đầu tiên mình thọt một mình thọt 3 đồng. Xong rồi dẫn tới là mình không tích được 10 tiền, xong rồi mình thọt 1 đồng, xong rồi kéo theo thọt khá là nhiều. Quyết định là muốn lấy loại 1 anh chàng này roll loại 2 và 3. Và sau đó là lấy loại 1 này về để lấy một mảnh trang bị thành phần. Nhưng mà cái quan trọng của 60 second có vẻ là anh chàng này có vẻ như là anh chàng này muốn lấy 12 tiền đến từ cái lõi này. Tại vì lõi này là ra một mảnh đồ và 12 tiền lận. Mà hồi nãy giờ thì 60 second đang than về một cái thế bài khá là nghèo. Thì mình nghĩ là chắc là lấy để hướng lấy tiền. Ui, có một bài đấu rất mạnh nha. Có một bài đấu 2 di kia. Xong rồi lấy cái đồ kim long mà hồi nãy mình vừa mới nói đó, là cái đồ đầu tư kiên định. Thì giai đoạn giữa game thì sẽ rất là khỏe. 60 second đang nói về đồ phá dép à. Đồ phá dép thì chắc là chùy phản kích đúng không? Thường thường những cái rao đấu như thế này, khi mà anh em không có mảnh đồ ở ngoài để có thể gọi là chốt đồ, thì những cái rao mà ra được những cái món đồ thành phần như thế này nè, để mình chọn á, thì anh em cứ từ từ chọn nhá. Thì bây giờ mình chọn mình cũng không biết lấy cái gì á, tại vì mình không có đồ để mình lắp. Thì sau khi mà mình đi chợ về sẽ là cái rao mà bán cái món đồ này đi. Tức là sau khi đi chợ về, giả dụ mà mình nhặt được lai lưng đi, thì có thể là mình sẽ lấy về một cái giáp máu chẳng hạn. Ui, rao này thua, thua đẹp nhá. Lucid chích 3 chỉ với một chết quá đẹp rồi. Thế đẹp, thế đẹp. Vẫn đang ở level 5 anh em ơi. Cũng không muốn lên level 6 lắm. Muốn đánh Ionia luôn. Ionia là một tộc thể khá là khỏe ở phiên bản này. Mình thấy có rất là nhiều người đánh Ionia top 1 á. Có 2 phong bài để chơi Ionia cơ bản nhá. Có 2 phong bài để chơi Ionia, đó là một là 6 Ionia đi với lại 4 thách đấu thì sẽ là đánh đem phụ đem bằng Kai'Sa cầm biến Ionia. Rồi sau đó là Kai'Sa cầm đồ phép thôi, vẫn như bình thường thôi. Còn một phong bài nữa là phong bài Aphelios đi với lại Ionia thì sẽ kịp khá là nhiều hệ, như là Taric để lấy phù thủy với lại Can Trường này để lấy Tagon này. Đó, thì bài đó cũng là một bài khỏe. Thì có hai bài đó là hai bài mà mình thấy là mọi người đang chơi rất là nhiều ở thời điểm này luôn á. Nhưng mà tất nhiên là bài đó mạnh, mình nghĩ là mạnh nhất là vẫn phải có ấn nha. Tức là phải có ấn thì mình mới nên chốt bài á. Thì ví dụ như là vô những cái map như là map này, thì ở ra 3.5 mình muốn ra ấn gì là sẽ có ấn đó nè. Rồi map, có một cái map mà sẽ cho mình cái xẻng, xong rồi những cái con tướng mà gần cái con tướng cầm xẻng nó sẽ được 20 máu mỗi round á nè. Ừ, thì cái map đó cũng là một cái map để đánh Ionia nha. Thì có những cái map mà nó thuần á, nó thuần về những bài đấu mà cầm ấn ngon. Cho nên là game này rất là flexible, mình không có thể nào mà nói là game này mình sẽ đánh bài gì được. Mình phải vô trong game mình xem thử là cái map này là map gì, nó có phù hợp với mình hay không. Summer Second có thể lấy xẻng nhưng mà anh chàng này không muốn lấy xẻng lắm. Tại vì có vẻ như là một ấn Ionia là đủ và anh chàng này muốn lựa chọn cái đồ. Anh chàng này muốn lựa chọn đồ anh em và nhặt về cho mình là một cái kiếm. Quan trọng là cái kiếm này trên người con set. Set 2 sao, Zihin 2 sao, tất cả đều là 6 con. Anh chàng này ra được cái vật phẩm để chọn sách ấn. Trận này lên Zihin 3, set 3, mọi người thấy sao? Game đấu này thì 60 second đánh một bài đấu Hyperdrone Ionia đi. Một bài đấu Hyperdrone ở level 5, level 6. Nhưng mà phong bài này thì sẽ lên level 6 và roll thôi. Có một cái Nico 5 tiền. Lấy về một ấn Ionia và bỏ con Irelia ra ngoài để cho mình vào là 2 Zin và 2 con Set. Để mình xem thử là cái bài này có thật sự là mạnh hay không nha. Một bài đấu Hyperdrone Ionia carry bởi con Zin và tăng bởi con Set. Bên phía bên kia là một bài đấu khủng long, không phải là quá khỏe, anh chàng này chưa roll. Nhưng mà nếu mà thua thì... À không, sao mới còn hồi nãy mất chuỗi rồi đúng không? Ui, rao này thắng thì đẹp hơn. Nhưng mà rao này lại thua. Cũng chưa muốn bán món đồ kia lắm, nói chung là vẫn đang chờ thôi.
thường thường thì ví dụ như là ở rau này thì mình hoàn toàn có thể bán được cái món đồ thành phần đó để lắp một cái món đồ với cái kiếm, ví dụ như là diệt chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là vô cực chẳng hạn. Nhưng mà Summer Second có vẻ như là cũng chưa muốn lắm, tức là anh chàng này muốn gọi là tối ưu thêm nữa. Ví dụ là mình có một món đồ như thế này thì ví dụ mình có một món đồ như thế này thì sự tối ưu của mình nó sẽ ngon khi mà mình ra được những mảnh như là kiếm với găng. Nhưng mà lỡ mà rau này mà bán cái đồ thành phần này mà không ra hai món đồ đó thì nó sẽ hơi dở. Và 60 second thì khá là kỹ, chờ tới rau đánh quái lận để xem rớt ra cái gì rồi tối ưu sau. Cái này kỹ nha anh em nhé. Nhưng mà đôi khi lắp đồ thì rau trước lại thắng nhờ, lại giữ được chuỗi thắng nhờ. Cái này thì cũng không nói được, nói chung là cũng cũng tùy á. Ui, nhà bên kia level 7 50 tiền, có cái tay kim cương rồi, có Nico rồi, khỏe điên. Con gì hình mùa này mình thấy anh đem khá là ảo anh em. Mình không biết là bản sau thì nó có bị nớp hay không, nhưng mà con gì hình mùa này đem nó khá là ma ma á. Một con tướng 1 tiền nhưng mà khi mà nó bật được skill lên nó bắn kiểu đem nó cứ ảo ảo sao á, đặc biệt là có thêm đồ đem nữa, kiểu đem nhiều khi 2 chấm, rao 2 chấm nhá, đem mà lên được kẻ 1.000 mấy cơ mà. Lên level 7 à. Nói chung là game này thì 60 second ra được sếp và Jhin khá là nhiều, thành ra là cứ bắt vào thôi anh em, cứ bắt vào thôi. Sáu mươi second muốn lấy đồ tăng. Ê, đai lưng ngon nhá. Úi xỉn không, không chỉ là 24 vàng thôi, là lức và gờ quen thì không quá ngon. Đang muốn nhảy lên cấp đây rồi, lên cấp rồi, có găng à. Roll ở level 7 có Aphelios, cho Aphelios cầm ống luôn à. Gì hình nữa này, có Tarik khá là ngon trong bộ cờ này anh em nhé. Tức là bộ cờ Ionia này đi theo thiện xạ được gì hình 3 này, thêm một con tướng nữa thì sẽ là set 3, có một cái Deco ở ngoài kẹp vào con này để lấy hiệu triệu nhân. Không, anh chàng này quyết định là sử dụng cho mình là 6 Ionia và sẽ biến Ionia dành cho con Aphelios thôi. Ra đấu này lắp luôn vô cực, bán món đồ này nếu mà ra được đai lưng thì chắc sẽ là ngon nhất. Có bán không? Có muốn bán không? Ui, anh em thấy xác đất xác thương của con gì hình ẻo không? Một bắn trúng hai chết, mỗi chết 1.000 mấy máu anh em, vãi o mà. Dép máu hoặc dép lửa hợp lý rồi. Không, nhưng mà công nhận là cái phe mà để lại cái đồ thành phần này cho rao 4.1 hợp lý nha. Đôi khi 3.5 bán thì đồ nó lại không tối ưu á, tại vì phe đó nếu mà lấy đồ thì sẽ là lấy cái này ngon, cái này ngon. Ui, nó được set 3 luôn hả anh em? Hảo chưa? Cái này là vừa được tướng mà lại còn vừa được tộc hệ nữa, giáp máu rồi, chắc chắn là giáp máu rồi. Cái lõi này là một cái lõi mà sẽ cho những con Ionia khi mà nó cường hóa lên nó thì nó sẽ được thêm dép và thêm 20% tốc đánh thì vậy. Chắc là bây giờ sẽ eco lên level 8 thôi để xem bài đấu như thế này thì có thật sự là mạnh hay không. Cái thế này đánh thì mình nghĩ là có thể đánh được ở level 6 nha. Một bài đấu mình sẽ eco rồi ra được nhiều Yhin này. Xong rồi set thì cũng ra khá là ổn. Thực ra roll ở 6 cũng được mà, có ấn là được. Tức là chỉ cần có ấn là có thể là có được 6 Ionia. Chitana nhà này đang thiếu một đồ à. Cái lõi của nhà bên kia là một cái lõi mà khi mà kết liễu được kẻ địch đầu tiên á thì sẽ được tăng thêm 25% đam. Xong rồi 60 second vừa mới gáy về cái việc gọi là con set của ông quá khỏe. Xong rồi nguyên nhà luôn đi. À, tưởng những cái bộ này có thật sự là khỏe không ta? Cái bộ này có thật sự là khỏe không ta? 60 second đang bắt đầu thấy là cái hai kiếm này không ngon rồi, có vẻ như anh chàng này đang cần một cái cung xanh để giảm dép hoặc là một cái chùy phản kích để đánh vào những cái con có nhiều dép ẻo anh em. Nhưng mà có vẻ như là 60 second đang cần một cái cung xanh nhiều hơn. Một con Maokai cầm dép gai quá khó chịu đi. Thì bắt buộc 60 second tí nữa phải lắp cung xanh trên người một con tướng nào đó. Cụ thể ở đây thì có thể là Aphelios hoặc là nếu được thì có thể là Heimerdinger. Sau đó là lựa chọn ụ súng mà giảm dép anh em thì sẽ ổn. Chứ còn mà tí nữa mà đánh với mấy nhà tăng mà không có cung xanh thì rất là khó.
phiên bản này thực ra là mọi người không lắp cung xanh là không phải vì giảm giáp không ngon, mà là tại vì mùa này có quá nhiều con tướng có hiệu ứng gọi là giảm giáp. Ví dụ như là Samira này, ví dụ như là tộc hệ của Freljord này, đấy. Rồi ví dụ như là ụ súng của Heimerdinger này, đó. Chứ không phải là giảm giáp không ngon đâu, giảm giáp thì vẫn luôn cứ là ngon thôi. Level 6, level 7 40 tiền rồi. Lobby cái gì mà có hai nhà gần chết rồi anh em. Một nhà 3 máu, một nhà 6 máu luôn rồi. Rất cần phá giáp nha. Bây giờ được thì cứ nhặt cung với găng thôi. Tại vì cung với găng thì mục đích đầu tiên 60 second cũng đang cần cung xanh này, thì có thể lắp cung xanh cho người AFE này, hoặc là bàn tay với lại quyền năng trên người Yasu nhặt được không? Ui, không nhặt được à. Hỏng rồi, hỏng rồi. Nhặt về gậy phép một tiền rồi. Gậy phép này thì chắc là mình nghĩ là 60 second sẽ hướng tới cuồng đao dành cho Aphelios. Còn Afe này cầm ấn Ionia á, thì hai đồ co của nó sẽ là cuồng đao và cung xanh. Tức là một bài Afe bình thường á thì vẫn là cầm cuồng đao và lại cung xanh thôi. Có một nhà đánh 7 Suliman này phải không ta? Với lại một nhà đánh 4 pháp sư đa chú nhìn khá là ảo ma la da. Nhìn khá là khỏe, cầm 3 cốc thì phải. Đúng rồi. Một bài đấu 3 cúc, Sona cầm cho mình là ấn pháp sư luôn đi. À, ông này là A Hào hả? À, A Hào, A Hào. Em chỉ có biết A Hào thì đang là top 2 tác đấu. Leo ác luôn á chứ. Đây, bên này là cũng là một bài đấu pháp sư đại chủ. Ủa đâu rồi? Con gì hình đâu rồi? Con gì hình đâu rồi anh em? Một bài đấu ông này ở level 6 và Hyperion những con tướng 3 sao. Là Galio, là Swain và là cả Timo nữa. Để có được cho mình là Timo 3 với 3 dốc đồ à. Sau đó nó sẽ được up lên 4 sao. Bán các ma đi rồi. Chứ bạn có thật sự là khỏe không ta? Khỏe không trời? Kịp Warwick vào để lấy thách đấu cũng như là lấy thêm dũng sĩ. Có vẻ như là nãy giờ tăng bằng set nhưng mà lại không kích hoạt dũng sĩ. Thành ra là con set này nó không quá trâu anh em. Kịp con Taric này vào thì nó sẽ có Tygon với lại Aphelios. Đang cần Sen. Đang rất là cần Sen và Yasuo. Nhà bên này Bajiki. À, cái nhà mà lúc đầu lấy cái đồ kim long này. Cái gì đó? Phải không? Con Yevan vừa mới rờ xong rồi nó nổ anh em. Xong rồi nổ nguyên nhà luôn. Ui. Ảo quá nhờ. Sao sát thương con Yevan Yaun ảo quá nhờ. Ê, Yevan Yaun hay nhá. Ngợp rồi. Sao mới cần ngợp rồi. Sau khi lên được một phong bà nhìn khá là quỷ. Thì anh chàng này bắt đầu là thấy đuối đuối rồi. Quyết định là bỏ con Z này ra để kịp con Lissandra vào. Tại vì ra sau lên level 8 thì sẽ là kịp Sen với lại kịp con Yasuo vào đúng không? Rao này thì mình nghĩ là có đồ thêm được con Efe thì con. Còn không thì hơi xì đè. Một cái kiếm à. Ui, hai gậy phép vào xấu điên. Lên level 8 roll cái đẻ này. Ui, 2 sen ngon. Aphelios luôn này, ngon chưa? Cần thêm một con Yasuo nữa. Xong rồi lên được hai con kia 2 sao thì điệp. Irie 2, Taric 2 không lên được. Lên được Aphelios 2 sao, ok. Có muốn Nico hay gì không? Nico thì bây giờ Nico được sen đó. Ê, có Yasuo này. Thay vào đâu đây? Thay vào các ma. Đồ xấu nhờ. Kiếm súng à. Vẫn cần thêm một đồ đam nữa. Bây giờ bài 60 second sẽ cần thêm một đồ đam trên người của con Afe và một số đồ là phụ trợ trên người của Yasuo nữa là khỏe. Warwick sẽ thay bằng Sejuani à?
Nếu vậy thì sẽ không kịp dũng sĩ hả? Sau khi ra Heimerdinger, vẫn chàng quyết định là bắt Heimerdinger này vào. Giống như là mình hồi nãy vừa có nói đó là con Heimerdinger ở bản này nó khá là ngon. Kiểu như là nó có hiệu ứng giảm giáp á. Thật ra trong một số trường hợp mình không có giảm giáp thì con Heimerdinger này là một con tướng cứu á. Ra này ngon nhá, ra này rất ngon ha. Bài 60 second đang thiếu Yasuo 2, Shen 2 và thiếu rất là nhiều tiền để có thể nâng cấp cái ổ súng này. Cũng đang cần một con Ahri nữa. À, Ahri nó có hiệu ứng đó là cộng mana cho cả team anh em nhé. Cộng mana 3 giây gì? 3 năng lượng mỗi bao nhiêu giây á. Ừ, nói chung là hiệu ứng nó ngon. Thật ra là Freljord thì cũng có hiệu ứng giảm dép đúng không? Cho nên là nếu 60 second mà kịp Freljord vào là cũng khỏe đấy chứ. Có giảm dép khỏe luôn. Máy bào tiền à? Không, người là không ngon, tầm này lấy tiền chôn lắm. Tầm này cần những cái lấy luôn á. Ác vậy. Đang khá là thiếu tiền nhưng mà anh chàng này Lycosin à. Hồi nãy dùng gọi là đang muốn hai con này tự roll ra xong rồi đi cô con Heimerdinger à. Bên kia có hai ống no sớt. Ở lõi 2 là một chiếc lõi khi mình lên được 2 sao thì sẽ có thêm một lần free roll nữa và anh chàng này lựa chọn là cách roll level 7. Thật ra cái lõi thứ hai của ông này nè, cái ông bên kia á, cái lõi thứ hai mà có hai cái sao sao á thì mình thấy là đánh ở ngay lõi 1 thì ngon. Ngay lõi 1 thì được roll nhiều lần á, đánh bài Chitana là hợp nhất. Nhưng ông này đánh no sớt lõi 2 vẫn lấy mà. Ui, Targon này được này. Cái thiện xạ này không cần lắm nhờ, tại vì cảm giác là thiện xạ để như này là đủ rồi á. Targon mất rồi. Có huyết kiếm với lại bàn tay cho Yasuo khá là ok. Thông đạo cho Sen cũng được, thông tăng cũng được. Và quyết định là huyết kiếm rồi, huyết kiếm rồi. Thì chắc chắn sẽ nằm trên người Yasuo rồi. Nhà sông máu đang cháy à. Có nhà pháp sư đa chú này nhìn kinh lắm, nhìn khỏe lắm. Một cái bổng để giảm hồi máu được. Bây giờ mà roll một phát ra con nào 2 sao thì đi cô còn lại. Hay là lấy tiền thôi. Ô, có này ngon. Cái này cái rất là quan trọng luôn á. 60 second đang đang chờ cái này. Đang chờ cái ụ súng giảm dép nãy giờ. Đây rồi. Nhà bên kia một ui, nhà bên kia hai ống Surime. Nasus 2. Rồi các kiểu ui, nhà bên kia khỏe nhá. Yin một bắn, ui một bắn 1.500 đam anh em. Ê con set hơi châu nhá, con set thật sự là châu lì nhá. Anh em những set tăng kìa. Con AG này không thể xuyên qua được luôn mà. Cái bài này á, cái đoạn mà 60 second đánh tầm khoảng 4 chấm rất là yếu. Nhưng mà tới đoạn 8 chấm thì lại rất là khỏe. Tức là sau khi mà 60 second xài tiền ở level 8 á, thì bài này thật sự là nãy giờ là khỏe điên á. Tại vì em chỉ thấy là Lobby không hề yếu nha. Bài này tự nhiên lên level 8 lại khỏe à. Tức là bắt đầu có những con tướng 4 tiền trong bộ cờ á. Bắt đầu là bài gọi là ra đủ đủ form form rồi. Còn hồi nãy ở level 7 thì cũng đúng là 6 do nha. Nhưng mà bài cũng toàn ấy mà. Cũng toàn mấy con kiểu Z rồi các ma nó không mấy quan trọng á. Tầm này thật ra là bài của 60 second cũng đang không không có quá nhiều 2 sao á. Đang thiếu hai con 2 sao quan trọng nhất là con Sen và con Yasuo này. Xong rồi tiếp theo nếu được nữa thì lên được mấy con kia nữa thì ngon. Ui, ăn được không? Khó. Khó, gì hình bắn như này thì khó rồi. Ui, nguyên nhà. Thật ra Di Hinh đem vẫn to cho anh em, nhìn con đem Di Hinh đi 12.000 đem anh em. Lobby chỉ còn 4 nhà thôi. 12.000 đem cơ mà. Nhà này 6 giây ul kinh quá. 6 giây ul xong rồi 3 giây kia xong rồi có bàn tay anh cái gì nhờ. Cái bàn tay gì đó quên mất tiêu rồi. 60 second đang nói là
anh chàng này cần cái cung xanh thuần, còn cái ụ súng này giảm giá thì không được bao nhiêu lắm hả? Thật ra là đem một con AP khi mà cầm cung xanh nó thì nó sẽ giảm giá được nhiều chết hơn, tại vì chiêu của nó là chiêu lan mà. Còn con còn cái ụ súng này thì kiểu phải bắn vài đòn thì nó mới bắn lan thôi. Ron khá là chật vật ha. Đây rồi. Chắc là Nico Yasu rồi. Đang phân vân về con Soraka và con Nessus. Nessus thì được cái có dụng sĩ dành cho con Seed, còn con Soraka thì có hai hệ luôn. Ủa, có cung xanh dành cho Aphelios, cái này quan trọng nhá. Một bắn con Mao Kai châu nhờ, con Mao Kai trong bộ cờ Hyperon chiếc này ngon nhờ, kiểu nó châu á, nó vừa có quần đảo bóng đêm, nó thêm được dép rồi, các bạn châu quá á. Chiếc Tana nhà này bắn nhưng mà nhà này không có cùng đao. Nhà này chiếc Tana không có cùng đao, thành ra là cái sát thương của nó càng ngày. Ông này cũng vừa mới nói về cùng đao con chiếc Tana này. Ui, nhiều hơn 14.000 đam mà. Nhà này hơi thiếu đồ dành cho chiếc Tana, tức là kiểu đồ nó không có co lắm á. Còn mỗi nhà Nosurt thôi. Nhà Nosurt thì Darius 3 rồi, đang thiếu một con nữa là sẽ lên được Swain 3, có cả Kata 3 nữa. Nhà bên kia không có Yuko mà. Nhà kia có Yavan cho nên không xếp bo được hay nhá, cái này quan trọng ha. Để qua bên phải. Nói chung là cứ để con xếp trước mặt con Darius thôi. Để cho con Darius này nó không có gọi là r liên tục được. Nhưng mà Darius đang đánh thẳng vào Irie à. Nhưng con Irie này chắc là mình nghĩ là sau khi kết liễu xong thì nó sẽ chuyển qua con xếp thôi. Con xếp này khá là châu nha, con xếp này vẫn đang tăng được nha. Ui, nhìn bắn chết luôn cả Darius rồi anh em. Ui, sát thương ảo nhờ, không như mình nghĩ là round này sát thương lớn cũng đến từ của cả con Aphelios nữa anh em. Sao game này trong top 1 dễ mà ta. Nhưng mà lobby mạnh nha, thật sự lobby mạnh nhưng mà lobby yếu nha. Ok anh em ơi, clip này thì anh chị sẽ kết thúc ở đây thôi. Và chúng ta có thể thấy là Isonia là một bộ cờ mà khá là khỏe và nó đánh được khá là nhiều kiểu anh em. Đầu tiên là có thể nói tới kiểu đó là Yasuo đi với lại Kai'Sa. Thứ hai thì có thể là Yasuo đi với lại Aphelios. Thì trong game đấu này thì 60 second ra được cho mình khá nhiều Yihin cũng như là khá nhiều set. Và anh chàng này quyết định là mình sẽ roll ở level 7 và kiếm hai con này 3 sao luôn. Và form thì nó vẫn hơi giống như là form Aphelios biến Isonia anh em. Nhưng mà công nhận là con Yihin có thể bắn được. Tại vì sát thương nó của bất kỳ đâu nào em chỉ thấy là cũng tầm khoảng hơn 10.000 đam á. Thật sự là hơn 10.000 đam. Nhưng mà bài này là một bài đấu mắc tiền ở giai đoạn sau nha. Tức là Sen 2 này, Yasuo 2 rồi những cái con tướng mà 4 tiền đoạn sau á. Thì có rất là nhiều con tướng kiểu mắc tiền. Thành ra là bộ cờ này anh em phải eco tiền rất là tốt để giai đoạn level 8 thì có thể roll được 2 sao. Ok anh em ơi, và mình sẽ kết thúc clip này ở đây thôi. Và hẹn anh em vào clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Bye bye.